Phường xong được kỹ, thủ tục pháp lý xong được thi, tam bái phu thê thiên địa chứng, đồng tâm vĩnh kết cao được ngưng, kết thúc trò chơi tình nhân bằng một đám cưới thật linh đình, là em đó cô dâu của anh cho cái bộ váy cưới thật xinh xinh. Mơ nhiều sẽ
Thank you.
xong rồi. Ủa ai vậy? Tuy chỉ là một dân nữ này lạc đường đi ngang đây mà thôi. Đi lên kia chơi. Sao đó được? Nó bắt được em. Lại chạy đâu? Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được hả nhỏ kia? Mấy cậu ơi, cho mình chơi cùng nha.